vị, giữa trời nóng bức như thế này mà phải di chuyển nhiều ngoài đường thì quả là cơn ác mộng đúng không ạ? Thu Thảo đã dùng rất là nhiều những biện pháp để bảo vệ, ví dụ như là khẩu trang, bao tay, áo khoác, nhưng mà dường như việc bảo vệ da vẫn chưa thực sự an toàn. Vì thế trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ chuyên gia để bác sĩ tư vấn rõ hơn cách để bảo vệ làn da của mình quý vị nha. Nám da thì nó là một cái bệnh lý liên quan về mặt sắc tố. Tình trạng nám da thì nó sẽ liên quan nhiều nhất đó là đến tác hại của ánh nắng mặt trời là nhiều hơn. Vai trò của những cái yếu tố đó nó sẽ gây ra cái tình trạng lão hóa da và nó sẽ gây ra cái tình trạng tăng sắc tố, và đặc biệt đó là nó thường biểu hiện ở trên gương mặt. Việc điều trị nám da thì nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều thời gian và công sức nữa, bởi vì cái thời gian để điều trị nám da nó sẽ không tính bằng ngày hay tháng nữa mà nó tính bằng tháng cho tới năm. Cho nên việc điều trị nám da đòi hỏi người bệnh phải hết sức là kiên trì. Chúng ta phải kết hợp với lại chống nắng cho thiệt là kỹ. Các bạn trước khi đi ra nắng là bắt buộc chúng ta sẽ phải sử dụng thêm chống nắng. Đồng thời chúng ta phối hợp thêm với các biện pháp mà bảo vệ cơ học. Ví dụ như là khi đi ra ngoài nắng là chúng ta sẽ phải đội nón rộng vành, đeo mắt kiếng nè, mặc quần áo dài tay, dài chân để nhằm che phủ, để hạn chế bớt tác hại của ánh nắng mặt trời. Và đặc biệt nhất đó là ánh nắng mặt trời nó sẽ gay gắt nhất là trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Nên các bạn hạn chế đi ra ngoài đường trong khoảng thời gian này. Và nếu bắt buộc lắm thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái biện pháp bảo vệ cho nó thật là kỹ. Thưa quý vị, là giống như bác sĩ vừa chia sẻ thì việc quan trọng nhất đó là chúng ta không được quên kem chống nắng, và chúng ta có thể tắm lại sau khi mà chúng ta đi ngoài nắng về để tránh việc lỗ chân lông bị tắc nghẽn. Chúc quý vị sẽ có thêm những bí kíp nho nhỏ để bảo vệ làn da của mình. Hẹn gặp lại vào khung giờ phát sóng quen thuộc ngày mai trên kênh VTV9 với chương trình Nắng và Mưa.